ơn thay mặt cho các trai và thay mặt gia đình kính chân thành cảm ơn ông và các chị đã về đây chia sẻ với gia đình. Thế không biết nói gì hơn là để công việc ngày mai nó được suôn sẻ hôm nay gia đình cùng đi dọn nhà. Thì mời các bạn các chị mời các bạn các chị là lần đi để chuẩn bị mọi vỗ tay cho nó mời các bạn thôi mời thôi nhà mình toàn nhá toàn câu toàn là đi điểm nhá ok thầy bốn hai ba vô. Nào hãy hát theo nhịp cha cha cha, ta đã hát
ca khúc chuyện tình cha 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 dành cho đôi mình cha cha cha. Bên giây phút tương phùng nên mãi mãi không cùng bài ca hạnh phúc riêng đôi mình. Ngày mới hoa tươi về gieo khắp nơi, ngày vui hương hoa về hôn lứa đôi, hạnh phúc ấm áp triền miên, bình yên cho đôi yên ương, tân lang và gia nhân ước mơ. Don't leave.
lời hẹn đầu chưa đi vào tôi thì cầu đành mang đến tình an, không ai giữ chúng ta và tôi chuyện chưa nghe được rồi. Lời hẹn đầu chưa đi vào tôi thì đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng tất cả mọi người xin chúc mừng. Listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old.
Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Tình ta mặn nồng cầu cao vấn vương như
bóng với hình đưa nhau về họ ơi làm dâu mỹ thường. Hạnh Nguyên ơi, anh nói em nghe nè. Dạ. Mau mau theo anh về miền Tây. Anh ơi, miền Tây cái vui không anh? Ở miền Tây đồng ruộng cò bay thẳng cánh, mà người miền Tây chân chất thiệt thà lắm đó nha. Dạ. À còn nữa, anh dắt em về dạy bắt tám anh ở Cà Mau, mình câu tôm cá, em thích không? Dạ thích. À ông già mà vui lắm. Đây này, đây này. Kiệu vàng chờ ai để em chứ theo chàng, dằm tiếp theo chàng hướng về đất phương nào? Đồng xanh mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đông đen ngựa ô chứ lên đường, nửa câu quan họ thiết gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Thì xin được gửi tới toàn thể quý vị đang có tại mặt hôn trường kính.
toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các gồm cụ bà, cô dì, chú bác của toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã đến chung vui trong tiệc cưới lễ thành hôn. Cô dâu Thảo Linh sánh duyên cùng chú rể Đức Cảnh trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên cho phép em xin luôn xin được thay mặt cho ban tổ chức và đặc biệt đỡ lời cho gia đình xin được trân trọng gửi đến toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu vẫn luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều những diễn tiến đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Song đều có một điểm chung, đó là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim cùng nhịp đập thì tất cả những cặp đôi ương đều mong muốn được bước đến bên nhau, nguyện gắn bó với nhau suốt cuộc đời bởi một mái ấm gia đình mãi mãi như chim liền cánh và như cây liền cành. Đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay cũng không ngoại trừ quy luật ấy. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi người và là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Kính thưa quý vị thân mến, sau một thời gian quen biết nhau, tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng lãng mạn trong tình yêu và cả hai đều cảm thấy không thể thiếu vắng nhau trong cuộc đời của mỗi người. Được sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền sở tại, sự giúp đỡ của bạn bè và những người thân yêu đã vun vén tác thành cho buổi lễ cho tình yêu cô dâu Thảo Linh và chú rể Đức Cảnh. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu Thảo Linh sinh ra và lớn lên tại quê hương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đang học tập tại Học viện Tài chính Ngân hàng. Và chú rể Đức Cảnh sinh ra và lớn lên tại quê hương thành phố Lào Cai, đang học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đang là giám đốc công ty bất động sản Thiên Nam. Và hai người đã cùng nhau tìm được bến bờ của hạnh phúc. Và buổi lễ thành hôn ngày hôm nay một lần nữa chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và giờ đây chúng ta, những người thân quen của hai họ, các quý vị đại biểu, quan khách quý đang có mặt đông đủ tại nơi đây, đang thực sự hoan hỉ chào đón sự kiện trọng đại này. Vâng, và ngay sau đây sẽ không phải để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin quý vị sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự ra mắt của nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị sẽ cùng hướng mắt lên khu vực cánh cổng hoa sân khấu để cùng chào đón cô dâu Thảo Linh sánh duyên cùng chú rể Đức Cảnh sẽ bước lên sân khấu. Xin mời. Xin thưa quý vị, thật đúng là yêu nhau chẳng quản xa gần, cổ không tây biển cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngày đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Và cũng thật đúng là ngày xưa đôi ta thường hay mơ về tình yêu, nào ai có ngờ em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh. Và ngày hôm nay chính là ngày mà cô dâu Thảo Linh và chú rể Đức Cảnh đã mơ về, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Và đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của đôi bạn trẻ đã tìm được nhau và đã chính thức nên duyên vợ chồng kể từ ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng gửi một lần cúi chào trân trọng nhất để thay cho những lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện và có mặt của tất cả các quý vị đại biểu, quan khách quý đang có mặt đông đủ để cùng chung vui niềm vui hạnh phúc với cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Và xin quý vị hãy cùng lưu lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời nhất và cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi ương của chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của quý vị và đặc biệt là những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con của mình được hạnh phúc trọn vẹn. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý là đại diện cho hai bên gia đình cũng như sự hiện diện của bố mẹ của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Về phía các vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đình Triều, trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái để của chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Văn Toàn và bà Trần Thị Hương là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Thảo Linh của chúng ta. Thì chúng ta cùng chào đón và chúc mừng.
và sự hiện diện có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, đại diện gia đình họ nhà gái đến từ quê hương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành khắp mọi nơi trên Tổ quốc đã trở về đây để cùng chung vui cũng như để chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Một lần nữa quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Về phía các vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Thành Tâm, trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, để chúng ta cùng nghe lên chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đỗ Minh Tuấn và bà Phạm Thị Thúy là bố mẹ thân sinh ra chú rể Đức Ảnh của chúng ta. Và sự hiện diện có mặt của đông đủ các quý vị đại biểu khách quý đại diện gia đình họ nhà trai đến từ quê hương Nam Định, Thái Bình, huyện Bảo Thắng, thành phố Lào Cai và khắp mọi miền của Tổ quốc quý thân yêu đã trở về đây để cùng chung vui niềm vui với gia đình cũng như để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa là sự hiện diện và có mặt của đông đủ các quý vị đại biểu, quý vị khách quý là đại diện cho các quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, anh em bạn bè của hai bên gia đình cũng như của cô dâu và chú rể đã có mặt đông đủ để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Một lần nữa quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón và chúc mừng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Xin được trân trọng kính mời quý vị ngay lúc này sẽ cùng hướng tầm mắt của mình lên sân khấu để cùng chứng kiến những phút giây ý nghĩa nhất, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay họ đã chính thức nên duyên vợ chồng. Xin mời. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Gắn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn khép lại, minh chứng cho ngày hạnh phúc. Quý vị vừa được chứng kiến hình ảnh cô dâu của chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Từ nay hai bạn đã chính thức về chung một mái nhà, nơi gọi là tổ ấm gia đình, và đã chính thức nên duyên vợ chồng kể từ ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi lương của chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cái tổ chú rể của chúng ta sẽ di chuyển về vị trí chiếc bánh ngọt tượng trưng cho sự ngọt ngào hạnh phúc trong tình yêu để cùng chung tay cắt bánh hạnh phúc. Đầu tiên xin được mời chú rể của chúng ta sẽ cùng châm ngọn lửa tình yêu tượng trưng cho một ngọn lửa tình yêu trong trái tim hai người sẽ mãi mãi được thắp sáng và không bao giờ vụt tắt. Sau đó xin được mời hai bạn sẽ chung tay để cùng cắt bánh tình yêu. Thật đúng là tay bưng đĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này tình nghĩa thiết tha, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Và quý vị vừa được chứng kiến hình ảnh cô dâu và chú rể tay trong tay cắt bánh hạnh phúc, tượng trưng cho sự ngọt ngào hạnh phúc trong tình yêu. Và từ nay hai bạn sẽ chính thức cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và cùng nhau chia sẻ những vui buồn khó khăn gian khổ trong cuộc sống và sẽ cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc tương lai của mình. Một lần nữa xin cảm ơn cô dâu và chú rể của chúng ta rất nhiều. Tiếp tục những nghi lễ trên sân khấu tình hạnh phúc rất ý nghĩa lúc này đây. Quý vị đừng rời mắt vào sân khấu và xin được mời cô dâu và chú rể sẽ tiếp tục di chuyển sang vị trí tháp ly tình yêu để cùng mở sâm banh và tay trong tay rót đầy những ly rượu hạnh phúc. Bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu. Đến trong khi yêu nhau trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc của tình yêu, tình yêu mà cô dâu và chú rể của chúng ta được trao cho nhau bởi rất nhiều cách, được thể hiện qua những câu thơ, qua những câu chuyện tình hay những bài hát, trong đó có tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao. Dù đời có bao nhiêu giông tố hay nhiều chông gai thì tình yêu mà cô dâu và chú rể của chúng ta trao cho nhau, một tình yêu đến suốt cuộc đời. Quý vị đang được chứng kiến hình ảnh cô dâu và chú rể tay trong tay rót đầy những ly rượu hạnh phúc vào tháp ly tình yêu. Điểm đến của một tình yêu đẹp đó là sự sẻ chia, sự gắn kết của hai tâm hồn, hai trái tim là một. Và tình yêu sẽ càng mang một ý nghĩa lớn lao nếu như chúng ta biết chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống này. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể của chúng ta đã từng trải qua những tháng ngày khó khăn để có được niềm vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Và với tất cả những tình yêu thương dành cho nhân vật chính,
Một lần nữa xin quý vị sẽ cùng dành những tình cảm đặc biệt nhất, sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời với anh Nghĩa, và cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi nương của chúng ta trong buổi trưa của lễ hạnh phúc đặc biệt ngày hôm nay. Thật đúng là rượu nồng kết nghĩa phu thê, tình cha nồng thắm duyên về với nhau. Cùng chúc bước đến mai sau thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Và kính thưa quý vị, đối tiếp chương trình ngay lúc này đây sẽ là những ly rượu hiếu rượu tình để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất đến với công an xin thành dưỡng dục với bố mẹ hai bên. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bố mẹ thân sinh ra cô dâu Thảo Linh cũng như bố mẹ của chú rể Đức Cảnh sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để cùng đón nhận những tình cảm vô cùng đặc biệt thiêng liêng và cao quý, sâu sắc và ý nghĩa đến từ hai con của mình trong ngày vui hạnh phúc đặc biệt ngày hôm nay. Vâng, xin được mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ lần lượt dâng những ly rượu hiếu rượu tình đến với bố mẹ hai bên của mình để bày tỏ lòng cảm ơn biết ơn tri ân chân thành nhất đến với công ơn sinh thành và dưỡng dục với bố mẹ hai bên. Xin mời. Và sau đó xin được mời cô dâu và chú rể của ta cũng sẽ cầm trên tay ly rượu của mình và di chuyển vào vị trí chính giữa sân khấu tình yêu, sẽ cùng lần lượt gân những ly rượu hiếu rượu tình để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất. Và kính thưa quý vị, cha mẹ nào cũng mong muốn cho con của mình được những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và ngày hạnh phúc hôm nay, quý vị đã được chứng kiến những hình ảnh vô cùng cảm xúc và ý nghĩa trên sân khấu. Một lần nữa xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng cụm ly với bố mẹ hai bên, và xin được mời hai gia đình của chúng ta sẽ cùng cụm ly với nhau. Và từ ngày hôm nay hai gia đình của chúng ta sẽ trở nên là một. Một lần nữa quý vị hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc cho mối tình thông gia giữa hai họ mãi luôn đoàn kết và gắn bó trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Bên em anh say trong hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đến từ bố mẹ hai bên của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và nối tiếp những ngày lễ vô cùng trang trọng, xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến lên vị trí phía trước hai bước để cùng thực hiện nghi lễ uống rượu chào mừng vô cùng ý nghĩa. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ quay mặt vào nhau, hai tay đan chéo qua nhau và thực hiện nghi lễ uống rượu chào mừng theo tiếng đếm từ 1 đến 3 của MC ạ. Vâng, quý vị đã sẵn sàng chưa? Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, chúng ta sẽ bắt đầu đếm. Vâng, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Thưa quý vị, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Rượu là biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân trong tình yêu. Những dòng rượu đang chảy được quý như nước và mật ngọt. Nước để tưới cho tình yêu luôn được tươi thắm, và mật ngọt để tô điểm cho hạnh phúc mai sau. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của quý vị, đặc biệt cảm ơn những tình cảm của bố mẹ hai bên trong ngày vui hạnh phúc đặc biệt ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, hôm nay sum họp trước mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và nối tiếp chương trình ngay sau đây sẽ là những lời phát biểu, những chia sẻ, những lời cảm ơn chân thành nhất đến từ hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình sẽ di chuyển lên sân khấu để cùng gửi những lời cảm ơn, những lời phát biểu chân thành nhất đến tất cả các quý vị đại biểu quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai ông. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây để thay mặt cho đại diện gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái sẽ có những đôi lời phát biểu và những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý vị đại biểu khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể cô dì, chú, bác và đôi bên bốn họ cần cha, hôm nay tôi đại diện cho họ nhà gái đứng lên để cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn. Trong quá trình thời gian
các cháu đã tìm hiểu và đã yêu nhau và đã hứa hẹn với nhau, và các cháu đã sống đến lúc trăm năm trọn đời, đến lúc đầu bạc răng long. Cũng là ngày hôm nay là những ngày lành tháng tốt, giờ đẹp và ngày đẹp tháng đẹp. Gia đình nhà trai cũng đã chọn ngày chọn giờ và tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Được sự nhất trí của đôi bên gia đình và đôi bên cơ quan chính quyền sở tại đã công nhận cho hai cháu ngày hôm nay đã lên vợ thành chồng. Cũng từ giờ phút này giờ đi, cháu Thảo Linh chính thức là con dâu của ông bà Tuấn và cũng là cháu dâu của gia tộc họ Đỗ. Và cũng từng giờ phút này giờ đi, cháu Cảnh cũng là con rể của ông bà Toàn và cũng là cháu rể của gia tộc họ Trần chúng tôi. Ngày hôm nay tôi đại diện cho họ nhà gái chúc toàn thể các hội hôn và toàn thể bà con cô dì chú bác và các quý khách thập phương có mặt tại hôn trường ngày hôm nay. Tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn toàn thể các họ nhà trai đã tiếp đón phái đoàn họ nhà gái chúng tôi rất là tề tận. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa toàn thể gia đình họ nhà trai và hôn trường của khách thập phương, các quý khách đã có thời gian quý báu đã đến chứng kiến cuộc hạnh phúc của hai con chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin hết ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu, những chia sẻ và những lời phát biểu vô cùng sâu sắc và ý nghĩa đến từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Và kính thưa quý vị, để đáp lại tấm chân tình ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý vị đại biểu quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được đại diện cho dòng họ nhà trai xin kính chào và kính chúc các quý vị, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các vị trong hôn trường này có một sức khỏe và sự bình an. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, cậu mợ trong hai dòng họ. Kính thưa các vị khách quý của hai gia đình và bè bạn gần xa của hai cháu. Hôm nay được sự thống nhất của gia đình ông bà Tuấn Thúy và gia đình ông bà Toàn Hường thống nhất ngày lành tháng tốt, tức là ngày 12 tháng 12 2020 về đây tại hôn trường thành phố Lào Cai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Đức Cảnh và Thùy Linh. Điều thứ nhất, trước hết báo cáo trước gia tiên và báo cáo trước hai họ là hai cháu và hai con đã thành vợ thành chồng về giáo hội và xã hội đã được cho phép đầy đủ một gia đình mới. Hôm nay gia đình ông Tuấn cũng như gia đình ông Toàn được đón các quý vị về đây để chung chia cái niềm vui và mừng hạnh phúc trăm năm cho hai con cháu của các ông và đặc biệt của hai cháu Thùy Linh và Đức Hạnh. Tôi được về đại diện cho họ nhà trai kính chúc các quý vị trong họ nhà gái cũng như trong họ nhà trai về đây để đã vượt những đường xá xa khơi từ Thái Bình, Bà Rịa, Vũng Tàu, từ Lâm Định, Lào Cai về đây cũng vì con, vì cháu của chúng ta mà được tổ chức cái ngày thành lễ thành hôn cho hai con của các ông cũng như con cháu của chúng tôi. Tôi xin được đại diện cho họ xin cảm ơn tất cả các tấm lòng của các quý vị của họ nhà gái và những các quý vị của họ nhà trai cũng vì con,
vì cháu của chúng ta để xây dựng mái ấm hạnh phúc trăm năm của hai cháu chúng ta được thành công. Đồng thời, tôi cũng chúc các quý vị một mùa Giáng sinh này có đà tràn đầy ơn Chúa và sự bình an. Ông cũng chúc cho hai cháu Đức Cảnh và Thùy Linh sống làm sao vui tươi trẻ hạnh phúc sống trăm năm. Xin Chúa Giêsu hài lòng luôn đổ hồng ân trên hai cháu sống hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu, những chia sẻ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa đến từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai cũng như các vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Và kính thưa quý vị, trong lúc này đây các đấng sinh thành đang vui mừng khôn xiết cho niềm hạnh phúc của các con. Họ là những người đã có công tạo dựng và đem đến niềm vui cho hai người đẹp đôi nhất ngày hôm nay. Và vào ngày sau đây xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn hai bên gia đình sẽ cùng di chuyển đến vị trí phía trước phía giữa sân khấu để cùng trao nhau một cái bắt tay thắt chặt mối tình đoàn kết thông gia giữa hai gia đình. Một lần nữa quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc cho mối tình thông gia giữa hai họ mãi luôn đoàn kết keo sơn và gắn bó trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, như vậy là những lời phát biểu, những chia sẻ và những lời cảm ơn chân thành nhất đến từ hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình đã tạm khép lại những nghi lễ vô cùng trang trọng tại buổi lễ thành hôn chính thức của cô dâu Thảo Linh Sanh Duyên cùng chú rể Đức Cảnh trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức và chuyển lời mời từ phía gia đình, xin được trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành nhất đến sự hiện diện và có mặt của tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã không quản ngại đường xá xa xôi từ mọi miền Tổ quốc thân yêu trở về đây để cùng chung vui niềm vui với gia đình, cũng như để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Tổ chức Sự kiện Dịch vụ Cẩm Nhung là đơn vị đã đồng hành cùng bữa tiệc hết sức trang trọng với ý nghĩa ngày hôm nay của buổi lễ thành hôn cô dâu và chú rể. Ngay sau đây xin được thay mặt cho ban tổ chức cũng như chuyển lời mời từ phía gia đình, xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng di chuyển từ bàn trà sang bàn tiệc để cùng nâng ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin được mời các vị đại biểu, các vị khách quý đại diện hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ di chuyển về từng bàn tiệc để gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự hiện diện và có mặt của tất cả các quý vị đại biểu, khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và đặc biệt sẽ có một buổi trưa dùng bữa thật ngon miệng và những điều thật ý nghĩa. Một lần nữa chúc cô dâu và chú rể của chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Xin trân trọng cảm ơn. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai
trừ mới được nên chuyện. Đã bao trắng tròn bây trừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu. Cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng tròn chiếu mãi đời anh. Chỉ như thế thôi. Ta cầm tay nhau hứa yêu trọn đến mãi đời sau. Mong tình đậm sâu con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà mình vui. Ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Từng lời đã trao hãy yêu thương đến ban đầu. Thank you.